Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đầu tiên, chúng ta có công thức nhị tức Newton, thì chúng ta sẽ đặt A cộng B mũ N. Thì chúng ta sẽ có tổng, thì chúng ta sẽ chạy từ K bằng số 0 cho đến N. Thì chúng ta sẽ có chữ G ở đây, thì chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta có C, N, K. Và sau đó chúng ta có A mũ K. Và sau đó chúng ta có B mũ N trừ K. Như vậy, chúng ta sẽ áp dụng cái cục này vào đây. Thì nó sẽ ra như thế này. Chúng ta sẽ có K bằng 0. N sẽ là số 6. Ở đây sẽ là số 6. A ở đây chính là 2x. B ở đây chính là chữ y. N là số 6. Tiếp tục, đề nói tìm số hạng chính giữa. Chính giữa ở đây chúng ta có mũ là số 6. Thì chúng ta có 6 chia 2 là bằng 3. Như vậy K sẽ bằng 3. Như vậy chúng ta chỉ tập trung vào hệ số thôi nha. Đó chính là tìm số hạng của nó. Như vậy chúng ta sẽ bỏ số 3 vào đây, số 3 vào đây, số 3 vào đây và chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng. Thì chúng ta có số 3 ở đây, số 3 ở đây và số 3 ở đây. Bây giờ chúng ta có máy tính Casio, chúng ta bấm máy là xong bài. Thì chúng ta có kết quả là 160 x mũ 3, y mũ 3. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.